Giới trẻ bây giờ sức đề kháng yếu thật. Là sao? Trời mới lạnh một tí mà đã ra ngoài đây ôm với chả ấp rồi. Như tôi đây, một mình, có lạnh đâu. Nói thế thôi chứ tao hiểu mà. Tóm lại là mày cần một thứ để sưởi ấm và sung sướng vào mùa đông này đúng không? Thế thì đi theo tao. Đây là gì? Dòng máy móc Z cao cấp nhất, Z790 Outlook Elite X Wi-Fi 7 DDR5 của Gigabyte. Chính xác, hỗ trợ cho những thanh RAM chuẩn DDR5 hiện đại nhất. Có thể sử dụng những mẫu ổ cứng SSD mới nhất, nhanh nhất, mạnh mẽ nhất luôn. Chưa hết, kết nối mạng LAN siêu tốc với hệ thống LAN 2.5G và Wi-Fi 7 tân tiến nhất. Delay không còn là nỗi lo. Kết nối ngoại vi đa dạng USB-C, USB 3.2, Gen 2, DisplayPort. Đã thế lại còn tự biết chăm sóc sức khỏe, không để mày phải lo lắng. Z790 Aorus Elite X trang bị một hệ thống tản nhiệt mạnh mẽ tương xứng để đảm bảo sự ổn định và tăng tuổi thọ cho các linh kiện. Cùng xung nhịp như thế này thì đúng là sinh ra để dành cho nhau rồi. Với 20x28 luồng socket 1007, trái tim nhỏ bé này có thể sử dụng cho các thiết bị cao cấp, livestream trò chơi, phần mềm chuyên nghiệp. Ai cũng muốn người yêu mình lộng lẫy xa hoa đúng không? Trang bị tản nhiệt hỗn hợp đồng nhôm giúp RAM của bạn luôn mát mẻ khi sử dụng các tác vụ cao. RAM Aorus 32GB DDR5 không những cung cấp hiệu suất cao mà còn lung linh bling bling. Đã là người yêu ấy thì phải giúp đỡ nhau những công việc nặng, những tác vụ mạnh mẽ. Với Gigabyte GeForce RTX 4070 Gaming 12GB thì việc gì khó, có em nó lo. Sở hữu 12GB VRAM, hệ thống chiếu sáng 3 vòng huyền thoại mang lại trải nghiệm thị giác tuyệt vời. Bạn có thể chọn bất kỳ hiệu ứng ánh sáng nào hoặc đồng bộ hóa với các thiết bị khác trong Gigabyte Control Center. Ổ cứng SSD NVMe Gen 4 thế hệ mới với tốc độ đọc 5000 MB trên giây, nhanh nhưng không phải như cách trở mặt mà như yêu từ cái nhìn đầu tiên. Em biến thành con gián, anh có yêu em không? Đi làm về mệt mỏi nghe người yêu nói câu này đúng tiền đình luôn. Cơ mà em người yêu này thì tràn đầy năng lượng. Full Module hỗ trợ card đồ họa PCI Gen 5 chứng nhận 80 Plus Gold sẽ luôn là nơi kéo mút của mày đi lên. Hạ nhiệt chưa? Đây là phần tao thích nhất này, mát mẻ nhiều nước. Tản nhiệt nước Aorus WaterForge 2 360 hỗ trợ socket 1007 đi kèm, hiệu suất cao, độ ôn thấp, có màn hình LCD đẹp hết nấc. Vẻ bề ngoài có quan trọng không? Thôi, không cần nói, tao cũng biết. Đây. Em nó đây. Vỏ case Aorus C500 Glass không gian rộng, lắp đặt được hệ thống linh kiện kích thước lớn và nhiều quạt tản nhiệt. Thiết kế nhiều cổng kết nối và kính cường lực. Cô ấy 10 điểm không có nhưng. Cuối cùng thì mày sẽ được đắm chìm trong những vẻ đẹp với độ phân giải 2K, tần số quét thực 165Hz. Tấm nền IPS với độ phản hồi 1mm, màu sắc chân thực và tỷ lệ khung hình 16:9. Được màn hình Aorus FE 32Q 32 inch 2K 170Hz mang lại. Test thử con game mạnh nhất xem nào. Ok. Nét thật. Ông thử thì nhìn thử bắn thử cho xem nào. Đường đạn nhìn rõ luôn. Hiệu ứng cháy nổ. Thậm chí chạy rất là mượt. Ở đây tôi thấy là card đồ họa đã hoạt động tối đa công suất rồi mà nhiệt độ của nó không lên nổi 60, quá mát. Nó chỉ nằm tầm khoảng 56, 57 nhiệt độ thôi đúng không? Đúng độ vậy. C thì đúng không? Còn với chip thì nhiệt độ cũng không khác gì. Thực sự là cái làm mát của tản nhiệt quá tốt. Trong khi đó thì hãy nhìn FPS đi, có bao giờ dưới 100 đâu. Chơi thế này thì chỉ thấy là mượt thôi. Thậm chí là mắt chúng ta sẽ được nhìn với một cái độ phân giải 2K 165Hz đến từ màn hình. Tần số phản hồi chỉ là 1mm trên giây ấy, thì những cái thao tác nó gần như là không bị trễ. Và khi mà ông combat với một đối thủ nào đó trong game, chắc chắn ông sẽ không bao giờ bị thua thiệt. Đấy. Tóm lại, đây không phải người yêu nhưng không khác gì một cô người yêu có thể chăm sóc cho mày từ A đến Z, mang đến sự sung sướng qua những trải nghiệm tuyệt vời. Người yêu có thể bỏ mày, nhưng Z790X Full Lineup, Z790 Aorus Elite Wi-Fi 7, Z790 Aorus Master X, Z790 Aorus Pro X chỉ đợi mày bỏ nó.